trước rồi các bạn không thấy bạn nào viết hết trơn á. À, mình mới làm được cái outline, cái ý chính, ý nhỏ. Mình có cái ý từ của các bạn nè, xong rồi mình hằng gửi vô nhóm Zalo cho các bạn á. Mà chịu, sorry, thấy ai gửi bài thì tin nữa. Mình sẽ có thời gian trong cái khoảng slot số 2 á, mình viết bài và cố gắng bạn nào cũng viết, bởi vì khi mà mình đã học thì mình sẽ thi, mà mình không viết thì đi thi mình lại càng khó hơn. Rõ chưa nào? Ít nhất bây giờ mình viết mình còn biết ý à, để phát triển một bài luận thì mình sẽ cần cái gì, khai triển ý như thế nào. Đến lúc thì mình đỡ quýnh quáng. Còn bây giờ học lý thuyết giáo viên nói quá trời, mình nó ô đúng đúng đúng, nhưng mà mình không cầm viết lên viết á, mình sẽ không có sùn tay và sùn cái ý nha. Mình ở nhà mình bạn thì cố gắng Hằng sẽ cho các bạn trên lớp. Cái bài psychiatry này tuần tới mình còn học tiếp, cho đó tuần tới Hằng lại xào lại cho các bạn nội dung của cái slot 1 ngày hôm nay nha. Ok, questions, có bạn nào thắc mắc gì không? Càng ngày càng ít các bạn tham gia lớp học ha. Thứ nhất là các bạn thấy ô chương trình cũng ổn. Thứ hai là các bạn lo cuối tuần thì mình sẽ có ngồi phòng khám gì gì đó đúng không? Không sao cả, miễn sao mình học được cái mà mình đang cần. Right. Rồi các bạn ơi, đây là cái chương trình của mình hôm nay nha. Theo course outline nha. Đây là cái phần chính. Còn cái phần này là phần đọc thêm. Thì trong slide soạn thì có cho các bạn luôn rồi cái phần reading bank này. Nhưng mà chắc là mình sẽ dành thời gian để viết nhiều hơn. Ok, now let's get started. Mình bắt đầu nha. Alright, the topic today is stress. Psychiatry, something related to stress first. Stress seems to be the first stage of psychiatry. Yeah. Now, referring to stress, can you give me some causes of stress? Causes of stress? Hello? You can turn on your mic. You can type. That's your choice. Causes of stress. Burnout, exactly. Miss Jing. More answers, please. You have 2 minutes, okay, to type your answers. Hey, I'm still waiting. Burnout, more reasons, please. More causes, please. Hi.
Lost something. When actually, when we lose something, I mean our belongings, we feel more stressed than we lose some money, right? How about other members? Các bạn khác đâu rồi? Hello. Right. So those are the causes of stress. Yeah, pressure from social relationship. Yeah, maybe social relationships, relationship in private life and at work too. Agree. So what are some effects? I mean that. What do we suffer? What symptoms do we suffer if we are we are suffering from stress? What are some symptoms? Dr. Vương, traumatic brain injury. Agree. Now, effects, please. Effects, please, everyone. Insomnia, depression, good. Anxiety, good. Headaches, yeah. Insomnia, anxiety, headache. Oh. Irritability, panic attack. Yes, exactly. A lot, right? Wakeful. Depression. Yes. And you can see that is it easy to identify some symptoms of stress or in our behavior? This may be the mood swing, right? We are happy. Suddenly, we turn to be sad. We turn to be irritable. And people around us cannot identify why. And we cannot control our actions or what we talk, or we cannot stay focused. Do you know any famous people, I mean celebrities, who used to suffer from stress or some kind of mental diseases, mental illnesses? You know anyone? Yeah. Here is she. She is Marilyn Monroe. She's the sex symbol in the 1950s. However, at the age of 36, she died. She died because she drank a kind of medicine used for her mental illness. Okay, at a very young age, she was born in 1926 and she died in 1962. A lot of people may think that she was on top of her career, she had everything. However, she lacked only one thing, that is herself. And modern life makes us suffer a lot, not just something, but lots of things. So try to control our life
is a must. And today, we move to the new topic, psychiatry. Psychiatry, okay? Psychiatry is different from psychology. Các bạn ơi, mình phải phân biệt ra psychiatry và psychology khác nhau ở đâu nhé. Psychiatry là tâm thần, còn psychology là tâm lý. Rõ chưa? Psychiatry like related to the mental illness. Psychiatry and psychology, study of the mind and how it influences its behavior. Psychiatry is the result of depressant. We call it depressive illness or mental illness. An adjective is psychiatric. Psychiatry, the stress is on the second syllable, but psychiatric is on the third syllable. Psychiatric. Psychiatric department. Khoa tâm thần. Ha. Không thì người ta vẫn xài psychiatry luôn. Được chưa? Alright. We are starting with Wes about the topic signs and symptoms, psychiatric symptoms. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ học khá là nhiều từ mới. Không biết bạn nào mà biết về cái này rồi thì mình sẽ giảm được một lượng từ mới khá là nhiều. Nhưng mà bạn nào chưa biết thì mình nhìn từ mới ha. Hôm nay chủ yếu là mình học từ mới, và trong cái phần ngữ pháp á, phrasal verb, thì cũng là một kiểu học mới luôn, từ mới luôn ha, nghĩa của các cái phrasal verbs. Rồi từ đầu tiên các bạn theo dõi từ vựng ha. Allusion. Allusion is a noun, something that is said or written that refers to another person in an indirect way. Like his statement was seen as an allusion to the recent drug-related killings. Allusion. Allusion. Tiếng Việt nghĩa là gì? Ám chỉ hay là nói bóng gió. Được chưa? Mình đi tiếp nha. Ở đâu rồi? Metaphorical and literal. They are adjective metaphorical from the noun metaphor. Metaphorical means connected with or containing metaphor. Metaphor là ám chỉ, ám ảnh. Huh. And literal, the basic meaning of a word. Metaphorical language. Like, oh, you are so early today. If I refer to a late student, okay? Hey, you are so early today is the metaphorical language. And literal, the basic meaning. I am not referring to small people in the literal sense of the words. He's so small. He's so small, tức là nếu mà literal meaning, he is so small. Literal meaning means he is short. Anh ta nhỏ con quá. Literal nghĩa, cái literal nó là nhỏ con. Còn nói he's so small, nhỏ mọn ghê ha. Tức là một cái cách ám chỉ. Và cái cách ám chỉ này thì sẽ có những cái quy chuẩn chung, nhưng mà có khi mỗi người lại có một cái cách mỉa mai khác nhau. Đã chưa? Metaphorical and literal. Allusion xong rồi ha. Psychic. Psychic or psychical means connected with strange powers of the mind, able to explain or mind natural. Psychic. Psychic. Okay. Mình đọc là psychic nha. Tâm linh, linh hồn ha. Psychic. Tâm linh. Psychic. Đi tiếp nha mọi người. Mình đang đi rất chậm. Opiate description. Có thể là các bạn biết cái này rồi ha. Hằng chỉ cho nghĩa thôi, bạn nào chưa biết.
opiate description. Rồi hàng đi tiếp. Sustain something means suffer from something or suffer something. Hàng đọc một tài liệu á, thì nói là suffer from là có chữ from đằng sau, đó là bị một cái triệu chứng gì đó. Còn suffer something á, suffer mà không có giới từ from á, tức là bị một cái bệnh gì đó chung nó lớn hơn. Còn bình thường thấy cái nào xài cũng được hết. Sustain means suffer. Sustain is different from abstain. Sustain khác nha, abstain khác nha các bạn. Abstain là kiêng cữ. Abstain from là kiêng cữ. Warrant. 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 Đảm bảo ha, justify. Justify. Further investigation is clearly warranted. Xác định lại. Yeah. Manic is an adjective from mania. Mania is a mental illness, obsession about something that makes them is anxious, violent or confused. Nó là một dạng của rối loạn về thần kinh ha. Rồi, mình tiếp nha. Libido. Libido means sexual desire, loss of libido. Những người mà bị các cái vấn đề rối loạn về tâm thần, chứ không phải tâm lý nha, tâm thần thì có thể là họ sẽ suffer from libido. The next, grandiose. Grandiose, seemingly very impressive but too large, complicated and expensive. Trong bài này thì sẽ là too complicated, phải chưa? Mình lấy nghĩa trong bài ha. Too complicated. Complicated means complex, rối, rắc rối ha. Tiếp. Elation, delusion and illusion. Elation, a feeling of great happiness and excitement. Vậy ha, it has positive meaning. Nó có nghĩa tích cực. Nhưng delusion, illusion mình nãy mình coi rồi ha. And illusion has negative meaning. Ảo tưởng ha, delusion. Này là ảo giác, ảo tưởng ha. Nè, false belief about yourself. Dạ, mình đi tiếp. Đây. We've got the sentences from 1 to 9. Rồi các bạn ơi, những cái từ hồi nãy xuất hiện trong từ số 1 tới số 9. Now you have 5 minutes to read from 1 to 5. 1 to 9. And then we are doing an exercise about this. Trước hết thì mình sẽ bỏ ra 5 phút để đọc từ câu số 1, câu số 9 để hiểu hết cái nghĩa của những cái câu này. Nha các bạn. Now you have 5 minutes.
Okay, now it's time for you to do the exercise of matching. Can you please match the term from 1 to 9, the term with 1 to 9? The term here, from A to I, affect, anxiety, concrete thinking, euphoria, mania, malingering. Malingering tức là giả vờ bệnh. Yeah. Mood elation or echolalia. I forgot. Trời ơi, quên hiệu ứng chưa một chút xíu. Moment. Ok, mình sẽ kết nối các cái từ từ A tới I cho tới các cái câu statement, các nhận định từ số 1 tới số 9. Let me give you an example. Emotional state prevailing. Prevail, rồi đúng không? Suffering in a patient at a particular moment and in response to particular event or situation. Tức là cái biểu hiện của tâm lý nha, cảm xúc mà ở một cái tình huống nào đó cụ thể, particular moment, hay là khi phản ứng lại với một cái sự kiện hay là một tình huống nào đó thì nó sẽ là affect 1A. Một câu nữa ha. The loss of ability to understand abstract concept. Một cái ý nào đó khá là trừu tượng, tức là không có hiểu được những cái ý trừu tượng. Metaphorical ideas leading to a strictly literal form. Tức là khi người ta nói bóng nói gió thì mình không có hiểu được ha. Inability to comprehend. Comprehend means understand, hiểu. Reading comprehension đó nha. Rồi vậy nó sẽ là concrete thinking. Concrete thinking tức là suy nghĩ có một chiều, có nhìn nó thì là vậy. Đã chưa? Concrete thinking. Các bạn hiểu chưa? Bây giờ mình sẽ kết nối các cái từ, các cái ký tự ha, theo từ đó với lại từ câu số 3 tới câu số 9. You have 5 minutes. Các bạn ơi, mình có 5 phút để làm bài này nha. Nào, go.
Number 3 E and Queen 3 F. Now let's see. Respond to danger. Phản ứng với lại một cái mối nguy hiểm nào đó ha. Prolong severe out of keeping with the real threat of external situation. Threat. Cái sợ một cái nguy hiểm đối với lại một tình huống ở ngoài. Two types, psychic and somatic. Actually, number three is tức là sợ các cái nguy hiểm này, phản ứng với nguy hiểm này, để nhìn thấy những cái nguy cơ này, nó là anxiety. Anxiety, lo lắng, lúc nào cũng lo hết nha. Lúc nào. Ủa, chưa có màn hình hả? Oh my god. Nó mất màn hình ta. Được rồi phải không các bạn? À, it's on. Tức là rối loạn về lo lắng là mình nhìn những cái từ khóa này, danger nè, respond to danger, keep the real threat of external situation. Okay, that's the anxiety. Now number four, falsifying symptoms. Falsifies symptoms. Easy. Easy. Now number four. 4F, exactly. 4F. Verb, yeah. Falsifies symptoms. Number five. Sustained unwarranted cheerfulness. Manic states. Organic impairment. Organic là tính từ của organ ha, thuộc về các cái cơ quan. Number 5. 5E. No. Not E. Five D, exactly, Queen. Five D, that's the euphoria. U means not normal, and full scare or fear. Okay. Euphoria. Number six, repetition of phrases, sentences spoken by examiner occurs in six. Schizophrenia, bệnh tâm thần phân liệt ha. Schizophrenia, learning disability. Number 6. Yeah, good job. 7. A severe prolonged elevation of mood. Elevation of mood. Manic illnesses. 7. Elevation, tăng cảm xúc lên. Answer number 7. 7. Số 7 là gì nhỉ? Seven H, good job. Seven H, elation. Nãy Hằng giải thích cho elation rồi nha cả nhà. Feeling of happiness, tức là tăng cảm xúc lên. We got two more. 8 and 9. A is a form of mood disorder, initially characterized by, initially là bắt đầu ha, elevated mood. Insomnia, mất ngủ ha, loss of appetite là chán ăn, libido, rồi ha, grandiosity, nó là yes, that's it. Last one, 90, emotional state over a period of time, the mood,
I'm in a mood of, right? Mood, cảm xúc, hứng, phải chưa? Đây là phần từ vựng. Đi thi, nếu có bài này thì mình sẽ, Hằng sẽ cho cái câu này một câu, sau đó Hằng sẽ hỏi là cái câu này nó sẽ là biểu hiện của cái gì? A. Affect. B. Anxiety. C. Concrete thinking. D. Euphoria. Chẳng hạn. Thì ví dụ câu số 2, Hằng bóc cái này ra, Hằng hỏi, thì rõ ràng mọi người sẽ biết nó là concrete thinking, bởi vì mình kết nối các cái từ nào, literal form, tức là literal meaning, và abstract concept, tức là những cái ý tưởng trừu tượng. Trừu tượng, không hiểu được trừu tượng thì chăm chăm vô cái nghĩa gốc thôi, concrete thinking. Chưa? Rồi, đó là phần đầu tiên của bài mình. Let's move to listening. I have designed the listening task again. So what you need to do is to fill in the gaps with suitable information. Các bạn ơi, mình trong bài nghe của mình hơi rắc rối theo sách á. Thì bây giờ Hằng thiết kế lại, các bạn chỉ cần nghe và điền thông tin vào chỗ trống, có chỗ hai từ, có chỗ một từ nha. Now you have 1 minute to have a look at the scripts with some blanks. Mình có 1 phút để đọc nha. Hằng tắt mic để Hằng kiểm tra cái file. Excuse me everyone, can you please check the yellow message? And you have 5 minutes to listen and fill in the gaps with suitable information. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ nghe theo tốc độ của mình. Mình nghe mình thấy khó quá thì mình lưng ngay cái chỗ đó ra để mình viết từ ha. Và lời khuyên là các bạn hãy nghe từ đầu tới cuối lần đầu tiên, đừng có ngưng. Sau đó mình sẽ nghe tới câu nào mình ngưng hết câu đó, chứ đừng đừng có nghe nhấp nháp nha. Ví dụ cái chỗ trống đó nó nằm trong một câu thì mình nghe hết cái câu đó xong mình ngưng rồi mình điền từ vào, được chưa? Các bạn có 5 phút để nghe nha. Now you have 5 minutes. 5 phút nha em.
All right, now everyone, let's have the correction for the listening task. I'm sharing my screen with you. Now let me open the file of listening. Now listen. Around. Oh, got it, Queen. Describe again, clean, probably a crazy rabbit. Speech, đang nói về cái ngôn ngữ á. Speech, number six, speech, not speed, nha Queen. Okay, 50, yes. Extravagant. Yeah. Queen number seven, we need a verb, not an adjective. Reflect, not reflective. Patterns in number nine in plural form. Okay. Stuttered, not started. Good job, Phương. Reflect, stutter. Hey, Phương, you are the only one who gave the correct answer for number seven. Number eight, stuttered. Yep. Các bạn ơi, nếu mà đi thi thì mình cũng sẽ có một bài nghe trong cái quá trình mình, trong các cái bài nghe của mình. Năm nay mới thì cô không biết được có không, nhưng mà những năm trước là sẽ có một bài nghe và một bài đọc trong sách. Còn năm nay chưa thay đổi gì hay không thì cô chưa nhận được thông báo. Thì trên tinh thần là mình cứ học cái gì mình nhớ cái đó luôn. Đây là một cái báo cáo của bác sĩ về một cái bệnh nhân nào đó ha. Caucasian around 50, close his appearance. Ha, đang mô tả về cái bề ngoài của bệnh nhân. His appearance, close, extravagant, lots of clashing colors, not very clean, and thin. Thấy không? Tiếp theo là behavior. Đâu rồi? Này là appearance. Xuất hiện như thế nào ha, bề ngoài. Behavior nè, not very aggressive, just elated. Oh, where's my pen? Oh, behavior, right? Talking rather fast and oh rather speak rather loudly ha, các cái biểu hiện đó chưa. And speech rhythmic pattern uses range of intonation appropriately. Nói thì cũng khá là bình thường, chỉ có một vài trường hợp ha. Ví dụ như là stutter slightly hay là speak loudly, nói hơi to và hơi lầm chút. Word finding difficulties of that neologism. After the doctor examines this patient, the doctor gives the report. Is it just a short report? And that's it also the listening part. Ha, đó cũng là phần nghe. Cái phần nghe này bạn nói lắm. Cái phần nghe này bạn nào mà chưa nghe được có về nhà mình nghe đi nghe lại nha. Ok. Chuyển qua phần mới. Phần mới đó là phần patient care. Đối với patient care này thì mình chỉ xác định được các cái câu này
nó là thuộc về cái nhóm nào hay nhóm nào thôi. Và trước khi mình làm cái bài đó thì mình có một bước xác định vị trí này mình cần từ loại gì ha. I feel as if on top of the world. On top of the world. Tiếp số 2. I'm always on for no real reasons. I'm in a bundle ups. Cái bài này nó cũng không rõ ràng ha. I always on the edge. On edge tức là không biết sao lúc nào cũng cảm thấy không có ổn. Được chưa? And a bundle of nerves. Người nó cứ rối tinh lên. Number 3. I just feel as if I'm weighed by everything. Weighed down by everything. And everyone around me. Tức là tôi cảm thấy tôi bị thua kém, tôi bị coi nhẹ. Nói chung là đó là một biểu hiện của suy nghĩ tiêu cực. Number 4, I get these. Attack, có chữ attack thì mình sẽ có chữ gì? Hồi nãy bạn đầu giờ bạn nào nói đó. These, cái gì attack nha? Panic attack. Ok, nó đi cùng nhau ha, gọi là collocation. Panic attacks. When I try to get on buses and trains, I get pins and needles. Number 5. I'm scared. Okay, scared. Tôi sợ. Number 6. I do things like cleaning the house again and again. Sometimes I think I'm... Tôi nghĩ thì tôi đang làm cái gì đó. Và cái cụm đi với my mind, mình có make up my mind và mình cũng có lose my mind. Rồi tôi nghĩ chắc tôi mất trí rồi quá. Đảng trí mất trí nhưng mà mình dục bình thường. Chắc tôi mất trí rồi á. Clean the house again and again, lose my mind. Đấy chưa? Lose my mind. Mình học từ, có cái từ vựng trong cụm nha các bạn. Number 7. Actually, number 7 has some options because after to be we just need an adjective. Mình chỉ cần dùng một tính từ thôi. Ha. Thì các bạn có thể dùng tính từ nào cũng được hết, nghĩa là phù hợp với cái ngữ cảnh này. Doing a lot of painting, vẽ rất là nhiều. Và tôi còn nghĩ là tôi cũng giỏi như Picasso nữa. If not better. Có khi còn nghĩ giỏi hơn. Fantastic at the moment. Tôi thấy sao dạo này tôi giỏi quá. Đó. Các bạn dùng tính từ nào cũng được hết, miễn là nghĩa đang tích cực. Cái người này đang nghĩ về rất là tích cực về bản thân họ. Number 8. Câu số 8. I don't think I need much sleep. It seems such a... Tôi không nghĩ là tôi cần ngủ nhiều đâu. Tốn thời gian lắm. A waste of time. Đi theo cụm nha em. A waste of time. Vì đi thi cô họ, cô cho cái câu này, cái cô chừa chỗ trống ra. A. Waste. B. Bunch. C. Group. D. A piece. Chẳng hạn thì mình sẽ dùng là a waste of time, nó phù hợp với cái ngữ cảnh đó. Number 9, food. Oh, I have no gì for preparing anything to eat or doing some shopping. Trời ơi, không có gì đó chuẩn bị đồ ăn hay là đi mua đồ. I have no patience, tôi không có đủ kiên nhẫn. I have no energy.
đúng không? Cái nào cũng được hết, miễn nó là danh từ. Bạn thấy chưa? Thật ra cái bài này để nó dẫn đến một cái bài tập, đó là gì? Mình xác định the statements belongs to anxiety or elation. Đây là cái mình cần quan tâm nha các bạn. Tức là những cái câu này nó thuộc về anxiety hay elation. Như mình nhìn vào đầu tiên câu số 1 trước ha. I feel as if I'm top of the world. Tôi đang đứng ở đỉnh đầu của thế giới, tức là tôi đang rất là giỏi. Rất là giỏi thì sẽ thuộc về anxiety or elation. Hello. Anxiety or Elation. elation? Good job. That's it, elation. Yes. Great. Elation. 1A. Mình làm câu nữa ha. Sorry. Bị gì đây? 1A. Number 2. I'm always on edge. A bundle of nerves. Toàn là từ tiêu cực không thì mình sẽ rõ ràng là mình sẽ sắp oh sorry no 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 chờ cô chút xíu nha các bạn. Eraser. Here. On top of the word, that's the elation. Cảm xúc tăng lên. And on as a bundle of nerves, anxiety. Những cái gì về tiêu cực thì mình sẽ sắp xếp cho anxiety, và bản thân bệnh nhân nghĩ tích cực về bản thân họ thì sẽ là elation. Now you have 4 minutes. Các bạn ơi, mình có 4 phút để làm nha. Nào, go.
Yeah, I've got the answers of some members of our class. Now, let's correct everyone. Các bạn ơi, mình sửa bài nha. I just feel that I'm way down. Way down là bị cảm giác thấp xuống, chìm xuống. Nó là anxiety. A for anxiety. Okay. Panic attack. Thấy chữ panic attack là vô cái anxiety rồi, đúng không? Number 5, of leaving the flat. I don't know how. Không biết sao tôi làm vậy. Không biết sao tôi làm vậy thì thường là sẽ là tiêu cực chứ không phải tích cực nha Khánh Linh. Anxiety. Okay. Number 5, I do things like cleaning the house again and again. Lâu tới lâu lui căn nhà. Anxiety, lo lắng. Đúng không? Phải lo một cái gì đó bồn chồn trong người. I'm feeling great. Really? Really, chỗ này là fantastic bởi vì nghĩ là mình còn giỏi hơn Picasso. So, elation. Mood elation. In a good mood of themselves. I don't think I need much sleep for 2 days now. And you see, I'm okay. Câu số 8, vậy là elation hay là anxiety? Tôi không cần ngủ nhiều và tôi vẫn thấy ổn. 2 ngày tôi chưa ngủ và tôi vẫn thấy ổn. Nó thuộc về elation, mood elation. Được chưa? And the last one. Food, I have no appetite, energy or no patience. Anxiety, right. Lo lắng, phải đang lo lắng về cái gì đó, người không ổn mới, không có cảm giác thích nấu ăn hay là đi mua đồ. Đây là phần từ vựng, mình học cho biết chứ thôi. Ok các bạn, và bây giờ mình qua một cái phần khá là rắc rối. Phrasal verb, separable and inseparable. Qua phần này thì các bạn cũng phải học nghĩa nha. Bài hôm nay là cơ bản là mình học từ. Phrasal verb là gì? Phrasal verb là những cái cụm từ, cụm động từ, thường sẽ là một động từ kèm theo một hoặc là hai giới từ. Có những động từ và phần động từ và phần giới từ có thể tách ra, người ta gọi là separable. Còn phần động từ và phần giới từ không tách ra được thì gọi là inseparable. I have 2 examples for you here. Try not to let your patience down. Nó là separable. Let somebody down là tách ra. And I came down with the infection with a known source. Tôi bị bệnh, tôi bị nhiễm mà tôi không biết là nguồn lây ở đâu. Thì come down with a disease không được tách ra là come the disease down with hay là come down the disease with. Mà luôn luôn cái thành phần này nó đi kèm, nó luôn luôn đi cùng với nhau. Come down with thì cái này gọi là inseparable. Separate là tách ra, còn inseparate là không tách ra được, là tính từ là inseparable. Còn let somebody down mean disappoint somebody thì mình có cái thành phần này trên giữa thì gọi là separate and adjective separable. Không phải cái phrasal verb nào cũng là separable hoặc là inseparable. Ví dụ turn on the light and turn the light on. Hai cái trường hợp này thì cái nào cũng được. Nha. Turn on the light, turn the light on. Thì cái phrasal verb turn on chịu được hai trường hợp hết. Nhưng nếu các bạn xài với lại tân ngữ them, luôn luôn là turn them on, chứ không có trường hợp turn on them. Học riết thì mình cũng tự động mình quen xài nha các bạn. Và cái quan trọng của ngày hôm nay đó là phrasal verb with get. Mình sẽ học một loạt các cái động từ với get.
Đa số các cái phrasal verbs sẽ có nghĩa khác hẳn hoàn toàn so với cái nghĩa của động từ và cái giới từ kèm theo nó. Nhưng có một số phrasal verb thì nghĩa nó gần giống tương tự như vậy. Bây giờ cô sẽ giới thiệu nghĩa của một loạt các cái động từ phrasal verb với kép cho các bạn. Các bạn có thể ghi chú lại để tí nữa mình làm bài tập phía sau nha. Cô cho nghĩa luôn để các bạn thoải mái. Rồi, là get at. Get at. We have get at somebody or get at something. Một cái phrasal verb có thể có hàng loạt nghĩa. Cái đây là nghĩa cô bóc ra từ cái nghĩa trong bài tập tí nữa các bạn làm nha. Get at somebody means keep criticizing somebody. He's always getting at me. I don't know why. I'm trying my best. Lúc nào nó cũng càm ràm tôi hết đó, chỉ trích tôi hết đó. Ha. Nhưng mà get at somebody có khi lại nghĩa là reach somebody. Rõ chưa? I cannot get at my boss. Tôi không có liên lạc được với sếp của tôi. Get or get at something. I'm going to the lab room to get at the result. Tôi đang đi xuống cái phòng lab để nhận kết quả. Kịp chưa? Get at. Khi tiếp cận với phrasal verb, các bạn phải chọn nghĩa phù hợp nhất cho tình huống đó nha em. Tiếp theo, get down. Get somebody down means make somebody feel sad or depressed. Gần giống với let down ha. Don't let me down. Đừng làm tôi thất vọng. Get something down thì là swallow something. Ráng nuốt nổi ha. Thường là nuốt đồ ăn thức uống trong lúc mình bệnh. I try to get the food down. It's not easy for me in this situation. Đã chưa? Cô chọn nghĩa phù hợp nhất trong bài cho các bạn rồi. Các bạn giờ chỉ có học thôi và nhìn ví dụ ta làm thôi. Tiếp theo là get over. Get over the disease sẽ là khỏi bệnh. Vậy ha. Get over the disease. Get something over to somebody means to make something clear to somebody. The doctor tried to get the results over to his patient. Cố gắng giải thích cái kết quả cho bệnh nhân. Trong cái bài của mình tí nữa thì cái câu về cái get over này nó không có được rõ lắm. Ha. Cái nghĩa ở đây cô đang lấy, cô lấy nghĩa từ từ điển Oxford và toàn bộ giải thích và cũng như là ví dụ, nên là các bạn có thể tin tưởng hoàn toàn về cái nghĩa của cô cho các bạn. Ha. Now, get into something. Get into something means to reach a particular state of condition. Make somebody reach a particular state of condition. Or it also has the meaning of develop a particular habit. Don't let yourself get into bad habit. I don't know why I get into drinking coffee every morning. I used to drink tea. But now, coffee, coffee and coffee. À, tự động quen với nó. Và không biết vì sao quen luôn. Yeah, get off. I tried to get off after two nights without any sleep. Tôi cố gắng, tôi đang cố gắng ngủ. À. Get off something or get somebody off something means to stop discussing a particular subject. Can you please get off talking about dieting? Đừng có nói ăn kiêng nữa. I'm sick of it. Tôi phát ngán rồi. À, tôi phát ngán rồi. Stop doing something. Yep. Get on. Get on khá là dễ. Đó là get on with someone.
get on well with someone, have good relationship. I don't get on well with my college. Wow, Phương, you got this. Yeah, thank you. Thank you, Phương, for your sharing. And get on somebody's nerves. The only thing get on my nerves is that he's always bothering me. He's always sending me messages. Cái điều duy nhất làm tôi bực bội nha. Các bạn ơi, cô nhắc lại những cái nghĩa đây, tí nữa sẽ xuất hiện trong bài của các bạn nha. Có rất là nhiều phrasal verb với lại get, cô chọn cái nghĩa phù hợp nha. Get through to somebody means to make contact with somebody by phone. I tried calling you several times, I could get through. Kết nối ha. Get somebody through something. Hey, my friend got me through the difficult examination. Oh, it's a big relief. Đỡ quá. Bạn tôi vớt tôi qua kỳ thi nha. Và cuối cùng đó là get back, mean to return, get something back. Được chưa? Rồi các bạn ơi, bây giờ nhiệm vụ của mình là gì? Can you please fill in the gap with suitable particle? À, số 1 đây. Cô sẽ làm giúp các bạn câu số 1 trước ha. Tôi có cảm giác lúc nào người ta cũng đang chỉ trích về tôi. Và mình sẽ dùng chữ diagnosis thì là để có được cái chẩn đoán. Mean to read something, so we use get at. Tức là câu A và B của mỗi cái đều chung một cái giới từ. Được chưa? Rồi các bạn ơi, mấy phút ta? 8 phút, 10 phút nha, 10 minutes. 10 minutes please.
Okay, now let's correct number two down. Number two, Khánh Linh, sometimes work and the weather get me down, exactly. Make me disappointed. Can you get try to get some food down? Chỗ này không có chữ use ha. Today, try to get some food down today. Number three. So bad. Got over. Good job, Khánh Linh. Chính xác ha. Hỏi bệnh ha. My father got over his depression and he got the procedure over to the patient, got over to somebody or something. Make clear explanation to somebody or something. Number four. Four. Get over là vượt qua hay là nhưng mà get over something to someone nó lại sẽ có nghĩa khác so với get over mà vượt qua nha. Các bạn đọc học mình phải học get over something to someone là explain something to someone. Rõ chưa? Number get into right from the habit of. Get into là tạo ra một cái thói quen hay là tự động phản ứng một cách tự nhiên. His this I get into a violent temper quite easily hay là his depression got me into a bad mood làm cho tôi phản ứng theo cái cách nào đó. 5. It helps to try to talk about it so you can get it. Number 5. Get it off. Nghĩa là gì? Release something. Release something. And in 5B, get off to sleep means try to sleep. Các bạn thấy rõ ràng 5A và 5B đều gọi là get off nhưng mà hai nghĩa hoàn toàn khác nhau nha. Yeah. And let's move to number 6. Khánh Linh number 6 on. Số 6 ha, get on dễ ha, get on well with somebody. Số 6 nè, get on my nerves làm cho tôi bực mình, nổi điên lên đó ha. At the moment, get on with everybody là have good relationship with someone. Seven through. Đúng rồi. Number seven through. I've got to get through to meet the dog, Jarvin. Cố gắng kết nối liên lạc với ai đó ha. I've tried getting the importance of this message through to him. Tôi cố gắng chuyển cái tin nhắn này cho anh ta. And the last one, can you link back? Yes, exactly. Get back. Get back on his feet very quickly. He'll try to get back on his feet means he'll try to be himself. He'll get over soon. Anh ấy sẽ vượt qua được ha. When you think you'll be able to get back to work. Khi nào quay lại làm việc được vậy? Get back to work. Nha, đó là một số các cái phrasal verb cụm động từ với get. Rồi, ôn lại một lần nữa nha. Get at somebody means criticize somebody. Get at something means identify something, xác định được cái gì đó. Get somebody down, disappoint somebody. Get over, overcome something. Get something over to somebody means to reach something, to give something to someone, or to explain something to someone. Get over. Get something over to somebody. Explain something to someone. Giải thích cái gì cho ai. Get into, form a habit. Get off. Get something off means express yourself. Get off to sleep means try to sleep. Get on my nerves. Nó là idiom ha. Bực bội. Lose temper. Get on with somebody, have good relationship with someone. Get through to somebody, contact somebody.
kết nối với ai đó ha. Get something through somebody, send something to someone, get back, return. Ổn chưa? Rồi, mình còn một bài nữa. The grammar test. Các bạn ơi, làm bài này xong thì mình nghỉ giải lao rồi vào mình viết nha. Ráng đi. Now, you have 5 minutes. Rồi mình có 5 phút để làm nha. Cố lên, cố lên. Okay, now let's have a look at the answers and their meanings. I'm sharing my screen with you. Number one, everyone at work just seems to be getting at me all the time means criticizing me all the time. Lúc nào cũng chỉ trích tôi hết. Things like the weather, really get me down. Những cái thứ đại loại như là thời tiết hiếm khi nào làm cho tôi bực bội, tức là làm cho tôi thất vọng á, mình dịch thoáng qua ha. Disappoint somebody, depressed me.
Number 3. Số 3 thì sao các bạn ơi? Number 3. Waiting for your answer. Số 3 nào em? Through. When do you think admission will get through to me? Means get through ở đây là nghĩa là gì em hả? Kết nối hả? Liên lạc hả? Admission liên lạc với tôi không? No. Get gì? Liên lạc kết nối, get through. Actually, in this case, you should use get back to me, return to me. Tức là khi nào thì tôi lại phải nhập viện tiếp. Number 4. Dễ nè. Số 4 dễ nè. Get on. Good. Trời ơi, Linh ơi, tiếng Anh đâu rồi Linh ơi? Vậy mà have good relationship with somebody. Number 5. One. Số 5 là dễ luôn. Get over means Queen, get over means recover from. Over là khỏi bệnh, recover from. Number 6. Đây nè, số 6 mới là kết nối nè. Number 6 is get through means contact. 7. Sleep. Get gì? Number 6, get off, right, try to sleep. And the last one, I don't know what got. Number 8. Into means handling. Get into in this case means in this case in like something enter her, something that makes her react like that. Còn tiếng Việt thì mình dịch là không biết cái gì nó nhập vô nó ha, hôm qua nó còn ổn mà. Được chưa? Đối với các cái phrasal verb hay là idiom thì mình lúc mình dịch á, mình chuyển ngữ qua cái ngôn ngữ của mình ở một cái kiểu mà nó thoáng tí xíu nha. Yeah. Ok, Tazi, our lesson for slot 1. Now, we will take a break. We'll come back at 9:30. Các bạn ơi, mình sẽ quay lại lúc 9:30 nha. Và mình sẽ thực hiện bài viết còn gian dở tuần trước. Trước khi thực hiện bài viết thì cô sẽ ôn lại cho các bạn bài sáng nay mình mới học ở slot ra ở số 1 này nha. Ok, break time.
All right, we have just gone through the very first part of Unit 5, that's the psychiatry. We learned some words, I mean the symptoms related to psychiatry, and then the grammar point with phrasal verb with get, like get into, form a habit of, get over, recover from, get at somebody, criticize somebody, get back, return, get something through somebody. Okay, the thing is that we need to identify the difference in meaning of the same phrasal verb, like get at somebody, get at something. Okay, get at the result. I'm afraid that we cannot get at the result of the scan. Cái vấn đề là mình phải phân biệt được các cái nghĩa theo từng cái ngữ cảnh của mình. Mặc dù cũng là get at hay là get into nhưng mà nó nghĩa khác nhau. Ha, get off to sleep là try to sleep. Đó. Và một số từ liên quan tới cái chủ đề mình đang học là psychiatry. Hồi nãy cô mới gửi cho các bạn hai bài tập. Về nhà các bạn làm. Và tuần tới mình sẽ sửa ha. Hai bài tập tiếp tục liên quan tới giấy từ. Điền giấy từ phù hợp. Đây. Đâu rồi? Đây. Bài số 1 các bạn sẽ tìm một giấy từ đi kèm với lại các cái động từ ở đây. Bắt nguồn từ date from. Ví dụ. Được chưa? Ha. Mình dùng giấy từ đi kèm với từng động từ một. Và bài thứ hai của mình sẽ là mình sẽ lấy một động từ ở phần A kết nối với lại một giới từ hay người ta còn gọi là particle ở phần B sử dụng cho từng câu một. Ví dụ câu số 1. Get cái gì adequately the baby as I'm not on my own with no support. Cannot cope with adequately. Tôi không có đối phó được, không có đối diện hay không giải quyết được cái tình cảnh của tôi với em bé. Yeah. Rồi các bạn về nhà làm ha. Tuần tới mình sẽ tiếp tục với phần này. Theo kế hoạch thì phần thứ hai, slot số 2 của mình sẽ dành cho thời gian viết. Các bạn có thắc mắc gì về slot số 1 không? Để mình qua cái phần số 2 nè. Mình tiếp tục với phần viết. Tuần trước mình còn dang dở. Không không? Rồi. Cô quay lại cái phần viết nha các bạn. Tuần trước thì các bạn đã tìm ý cho khai triển cho cái bài của mình. Mình đang ở dạng bài essay nha. Trong khi đi thi á, các bạn đọc kỹ đề. Nếu mình được yêu cầu viết essay thì các bạn viết essay. Mình viết paragraph thì viết paragraph là một đoạn duy nhất. Essay là ba đoạn. Tuần trước là mình viết đoạn mở đầu rồi. Được chưa? Tuần này thì mình sẽ viết đoạn thân bài. Và phần kết thúc thì các bạn chỉ cần tóm lại ý chung cho cái bài luận của mình thôi. Nha. Nhưng mà mình phải tách đoạn ra. Còn đi thi các bạn được yêu cầu viết đoạn văn ở paragraph thì chỉ cần một câu chủ đề và các cái câu khai triển ý và một câu kết thúc. Kịp chưa? Hôm nay viết bài, bạn nào viết xong mình sẽ viết và cô sẽ sửa bài trên Padlet. Bạn nào viết xong thì mình có thể nghỉ sớm nha. Viết xong cô sẽ sửa xong rồi bạn được nghỉ sớm. Tuần trước mình đã khai triển được 3 ý. Hôm nay các bạn có thể viết theo ý của các bạn, có thể viết theo cái ý của cả lớp đã làm đây. Chủ đề của mình là gì? Delivery should only take place in a safe hospital environment. How far do you agree? This is an argument essay. Tuần trước mình có 3 ý. Lớn, fully equipped with modern device và những cái này. Nó là modern device thì mình phải bổ trợ cho cái ý lớn này.
Và ý lớn thứ hai đó là professional care. Professional care thì từ các cái những người làm trong ngành y mà thuộc chuyên ngành đó, doctor, nurses, midwives, đó chưa? Và testing system để gì? An toàn cho bé. Đó chưa? Đây là ba ý lớn các bạn viết, các bạn phải xác định. Kết nối ba ý lớn bằng cái gì? First, second and final, last but not least. Và kết nối giữa các cái ý nhỏ của cùng một ý lớn này, mình cũng có thể dùng and, moreover. Kịp chưa nào? Hoặc là more importantly. Trong khi mình viết, mình nhớ rõ ràng ý lớn, ý nhỏ để người đọc người ta còn xác định. Rồi bây giờ cô sẽ gửi cái đường link Padlet, các bạn viết bài trên đó cho một cô nha. Mình sẽ tuần trước mình học cái phần lý thuyết rồi, hôm nay thì mình chỉ có viết thôi. Ok, Jen and Jen. Rồi, here we are. Rồi các bạn ơi, qua Padlet viết bài giùm cô nha. Bạn nào thắc mắc thì cứ hỏi, được chưa? Tuần này mình phải kết thúc cái phần viết này bởi vì tuần sau mình lại có một phần viết nữa cho bài số 5, đó là viết mô tả biểu đồ. Nên là cố gắng phần nào hoàn thành phần đó. Rồi, your time. Can you please write your name in Padlet? Bạn nào đây viết trên Padlet câu dài quá mà cũng không rõ là câu chủ đề hay là câu supporting ideas nào. Firstly, the pregnant women give birth in a hospital, which means that, cô sửa lại which mean nha, the mother to be moved from labor room to a, câu khá là dài, mình phải ngắt, mình phải có một câu chủ đề. Sau đó các câu supportive hoặc là supporting hoặc là các cái ví dụ. Còn cái câu này nó quá dài. Sau đó mới là for instance at the birth, the midwives and doctor on duty in the birthing. Mình không có birthing unit nha. Birth là danh từ rồi. Đó cho em. À,
Lúc thì dùng you, lúc thì pregnant women, không được, mình phải thống nhất. Mình dùng pregnant women thì pregnant women từ đầu tới cuối, hoặc là they, mình thay thế bằng tân ngữ là they chứ không có you nha. Rồi in addition hospital, số ít mà have nè. Are hospitals are fully equipped nha. Which allows. Show almost, but not every or almost all hospitals are set up to do what they recommend. Rồi mình trở lại đoạn phía trên nha. Bài đây thì các cái đoạn khá rõ ràng nha em. Rồi cô sửa bài tiếp theo nè. À bạn này là có mở bài luôn. Firstly, is it noteworthy that hospitals are the safe environment to give day? Because of ý đầu tiên cô đọc của bạn này là cô thấy nó là nhờ vào cái professional healthcare employees, đúng không? Well trained doctors, yeah. Okay, secondly. Đây đây đây, đoạn số 2 em ơi, của bạn nào nào. Medical technology and hospital are safe environment in which have fully equipped with modern. Bị rối nè. Hospitals are the safe environment with, giấy từ with thôi, full modern equipment. Được rồi ha. Hoặc là hospital are well equipped with modern devices. Của bạn nào đây nè, nha. Cô đang sửa bài trên Padlet nha các bạn ơi. Tự sửa cho cô nha. Rồi câu tiếp theo, for instance ensuring modern room where have modern. Mình đại từ giới thiệu, đại từ quan hệ where mình không làm chủ ngữ nha, nó chỉ là cái thay thế cho một cái nơi nào đó ở trong phần tân ngữ thôi. Câu này ngữ pháp sai luôn. Ok, cái phần conclusion chỉ cần viết như vậy là ổn. Đoạn đầu cái đoạn firstly em viết ổn, đến đoạn secondly em viết hơi bị lủng củng về ý và về ngữ pháp. Bạn viết lại giùm cô nha.
của bạn nào. Bài của bạn nào mới up lên Padlet á, mình chưa có cái phân tích cho từng ý một. Rồi ví dụ nha, second psychologically mother's family feels assured. Sau feel là một tính từ, assurance sai từ rồi ha. Reassurance là danh từ. Mình có động từ là reassured, tức là cảm thấy an lòng, không có cảm thấy lo lắng, được chưa? Vậy thì mình sẽ là feel reassured thanks to the facility and professional hospital. Đó. For example, well trained doctors and nurses are available to support expecting mother. Ha, tức là mỗi ý mình viết thì mình phải thêm cái gọi là supporting idea, là cái ý hỗ trợ diễn giải. Hoặc là mình không tìm được ý giải thích thì mình phải tìm ví dụ cho cái ý lớn của mình. Đó là lý do vì sao tuần trước mình cùng nhau làm cái outline có là ý lớn, ý nhỏ. Yeah. Nhà bạn Phương. Phương ơi, cái mình chỉ cần chia thì hiện tại đơn thôi nha Phương. When the mother goes to the health center. À. Good ở chỗ này dài cũng được, con người will. They could be provided with. No, sai rồi nè Phương. They could be provided with fully equipped healthcare
They could be provided with fully equipped with modern devices. Rồi rồi bị rối rồi, with nhiều quá nè Phương. They could be provided with satisfactory healthcare services. Nha. Satisfactory tức là hài lòng, những cái dịch vụ là khá hài lòng. Thanks to là nhờ vào, thanks to modern devices. Kịp chưa nào Phương? Mình đừng có xài, mình xài thanks to là nhờ vào này. À, rồi tiếp. Additionally, the postpartum testing is ready to support doctors to detect, support somebody to do something, to detect congenital, which plays a vital role for surviving of baby. The survival, được rồi, ha. Survive có danh từ, nó là survival. Tốt ha, từ nối tốt. Secondly, women could be provided probably healthcare and health services from well-trained doctors, nurses, midwives, which could help both mother and baby efficiently rather than giving birth at home or other places. This, according to the research, home birth increased risk. Ok, nếu mà em có cái dẫn chứng ha, gọi là statistics, thì mình sẽ xài cụ thể ở đâu đó. Và ở đây thì Phương đã xài ở UK. In conclusion, I am more convinced that there are more advantages than problems regarding. Tốt hả Phương? Chỉ có luận cụ với phần sau của ý đầu tiên. Với lại bắt đầu on the one hand thì không có được hay lắm, bởi vì cái bài của mình phía sau không có on the other hand. Đã có on the one hand thì mình thường cho cái on the other hand. Còn chỗ này mình sẽ nói là most importantly, there are two reasons why, huh? Vậy thì em dùng là initially luôn. Basically, it is true that. Bỏ cái câu đầu luôn, nha Phương. Okay, you are done, Phương, so you can leave the meeting. Goodbye and have a nice weekend, Phương. Thanks for joining my class today. Bạn nào viết bài xong, cô sửa xong thì bạn có thể rời cuộc họp nha. Khánh Linh ơi, câu kế tiếp nè. It can be reassuring to know that medical help is at hand. Phải cái which they need. Ha, là cái thứ mà họ cần, đã chưa? Have the modern equipment to. Equipment là danh từ không đếm được nha Khánh Linh. Bỏ S đi. To adapt to many emergencies or whether they're pregnant women. Baby face obstetric menu that will have immediate access to specific care, specialist care, yeah. Now it's pretty
that the pregnant women and baby will be looked after by the tốt ha. For example, with wrong spelling nè Khánh Linh. In hospital they can assess không có to nha em. Have access to something somewhere, nhưng mà assess trang động từ thì là không có giấy từ đằng sau nha Khánh Linh. Nghe cô nói không Linh? Dạ em nghe ạ. Access là động từ, không có giấy từ đằng sau. Khi nào mà have access to somewhere, danh từ. Rồi tiếp. Đây nè, câu trước em dùng là have immediate access to specialists. Nè, ví dụ they can access all types of pain relief. What is said for the baby? Besides that, mother always receives support. Support bỏ S đi. Ha, danh từ không đếm được. From an anesthetist if they need good. Lastly, hospital offers the well-equipped postpartum system. Midwives are also on hand to help them get started with breastfeeding baby. On the other hand, they can give... No. Khánh Linh ơi, on the one hand, on the other hand là ý trái ngược nhau. Chứ mình không có dùng... Bởi vì em đang dùng là các cái midwife vẫn là đưa hỗ trợ. Thì mình sẽ nói là additionally thôi. What is more? Đã chưa? Bỏ cái on the other hand đi. Bathing baby and cleaning baby is a medical stump. For all reasons. All reasons. À, đây là một bài luận. Đây là mình đừng viết tắt nha em. Cái bài mà hơi formal tí xíu á. Thì mình không có viết tắt. Khi nào mà em gửi thư cho bạn em gửi một cái note cho bạn em thì em có quyền viết tắt. Còn này bài luận, mình có thể sử dụng một số từ nó hơi informal tí xíu, nhưng mà mình phải viết ra hoàn toàn. Ok. Rồi các bạn ơi, mình đã kết thúc buổi thứ 2 của cái phần viết này. Và mình đã hết giờ. Bạn nào viết tiếp thì mình cứ viết. Và tuần tới thì mình sẽ sửa bài nha. Welcome. Mình viết được thì cô sẽ sửa bài cho các bạn. Rõ chưa? Mình thực hành để đi thi mình tự tin hơn. Ít nhất là cô sẽ không sửa chi tiết hết, mà cô sửa một vài ý thì mình cũng đã biết được mình sai cái gì, mình hay sai cái gì. Rõ chưa? Alright, that's all for today's lesson in Unit 5. Yep. And you have two exercises to work at home. Don't forget to finish your exercises, right? And goodbye everyone, and have a nice weekend. Thank you for being here with me today. Bye.